thưa các bộ các mế, thưa cái ngụn máng, lòng ta nằm chấp hơ, cùng ta báo tốn phát huy trả trí chân ca trần vu trần nhạc của tán mỏ trần tục ết mỏ gắn liến với lá chủ lịch, ản quân mương hòa bình quan tâm đề mến, góp vấn thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội môi cách bền vững. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, tán tội cưới điện các bộ các mế cây ngụn máng nối đùng phỏng chứ không. Bớ lô hát dân ca là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt. Loại hình diễn xướng văn hóa ni do mỏ lao động sáng tạo ra, từ diễn xướng đỡ mà phục vụ cho nơi khổng tinh thân của mỏ mình. B mỏ mương y tinh tỉ, hát dân ca đất tuôi dưỡng tâm hồn o mất cứ no thế hệ. Mê quanh như hoang ở mương về xã Đông Bắc quyền mương Kiềm Bôi là tấm gương tiêu biểu trong việc hiêm giữ lan điệu dân ca mương. Bớ khi con tét, mê hoang đàn yển đang cấu hát ru bằng xiển mương bớ nơi các mể các mảng. Rồi khi cá lên, mê thường xuyên ăn yển bầu ướt lòng mương hát dân ca. Mê đã tân quen với giai điệu thuộc đơn bài hát. Bớ tỉ đang cấu hát xiển ca ăn cất lên mọi thời điểm. Đứa rồi lan điệu tỉ đã ăn khu bà tiêm thức của mẹ bớ khi nó o mặt. Đàn cầu hạt lan điệu dân ca mương là thứ o thế thiểu trong cuộc khổng. Mỗi ngày mẹ lại châu rồi thêm kỹ thuật, tập hát đứa nâng lên giọng ca. O chi can tỉ ni là một nét văn hóa truyền thống quý giá của dân tộc mình. Mẹ hoang đã đi đâu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở quê mương. Hát dân ca mương, nhất là hát lá kha, giao duyên thương rằng, hay vài đàn bài hát khẳng cỏ án lưu truyền lòng dần dần, còn lại phân đư việc hát khi nội phi ứng tác, ứng khấu, sàng tàu sai xiển ca, hát tức khắc, một cách nhuân nhuyễn thế nào cho khớp bê lỗi giai điệu. Nhịp điệu khẳng cỏ, đứa mà đổi đáp ngay tải luôn. Ca thư ở cỏ khẳng đều do nghệ nhân trong khi hát tức khắc sàng tàu xa, đứa mắt lá kha. Ni là kỹ năng quan trọng nhất trong khi hát, đòi hỏi chỉ thông minh, bồn liệng với sướng khể, sư sáng tạo đột xuất, đứa có thế mà hiêm dự, công lan tỏa đơn giản chỉ văn hóa nhi, cần có cái đam mê, tình yêu, y như cái tâm huyết. Ở quê mế là nguyên kể câu hạt vỉ hạt mướng bờ hơ đờ lái, ui nập phong phù lắm. Là phong phú và là tuyệt vời lắm, bởi vì là cái giống hạt của nó mượt mái, ví dụ như là cái bài mà ru ủn ru ru đây 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 đi ủn ơi đây đi cho mẹ tí tông lê bông châu. Trong đư năm, hát dân ca mương ở xã Đông Bắc bị bất tân đi. Có ràng hết đất mương, số mỏ ở cái đồ suối 30 đến 40 ở mắt hát dân ca của dân tộc mình. Đàn mỏ mắt hát dân ca mương suối Đa Kha, bình thật Kha Hen, có hát ảnh nửa. Một số bách dân ca có nguy cơ thất truyền, khuyên đi. Lước thực làng tỉ, hội phụ nữ xã Đông Bắc đã thường xuyên tổ chức đơn buổi sinh hoạt đỉnh kỳ. Đứa mà tuyên truyền lòng đất hội viên việc hiêm giữ công phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Bắc Cá Ni có 85-63 hội viên sinh hoạt ở khẩu chi hội. Có thấy rằng, cứ một hội viên đảm nhận vai trò cho công tác hiêm giữ công phát huy bản sắc văn hóa mỏ mương nhằm truyền tải lại cho thế hệ xôn con đất giá trị to lớn của đàn lan điệu dân ca mương. Giai điệu nhẹ nhàng tinh cảm như đan xiển tâm tinh mộc mạc. Rồi chúng tôi là cũng cái thế hệ tiếp theo này cũng nhiều cải cái bản sắc mà là mai một đi thì cũng thật may là ở trong thôn xoản nó có cái thế hệ tiếp lược như bà Hoàng là có giữ gìn lại cái bản sắc dân tộc mường là bà nhân cái ngày nông thôn thì là cũng chẳng có nhiều thời gian thì là ban ngày thì cũng tha có việc tốn ảng. Văn tìm thì huế lý bá có tụ tập là có truyền tài ở cái nhà văn hóa thôn về phối hợp với chi hội phụ nữ thì có truyền tài là cho tân tôi những cái thế hệ tiếp theo ní những cái bài dân ca và những cái bản sắc dân tộc của dân tộc mường những cái bài lán điệu hạt ru từ cho chúng tôi là từ mà ôn lại từ mà nhớ lại những cái bản sắc dân tộc ạ. Còn ở quyền mương Lương Sơn, O Chi Căn có đơn tổng cương tiêu biểu trong việc hiêm giữ đan lan điệu dân ca mương, mà có cách la sáng tạo, phát huy sôi vai trò của cổng đồng làng mương, xây dựng câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quân chủng
đứ báo tôn hiêm sử phát triển đan lan điệu dân ca răng riêng cùng bản sắc văn hóa dân tộc Mường răng trùng. Đền bê xã Cao Sơn óc họ đứ nhận ra sự phát triển rộng khắp khu vòng lao văn hóa văn nghệ quân chủng. Bên bang câu lạc bộ hiêm sử bản sắc văn hóa liên quân Mường xã còn phát triển mô hình câu lạc bộ công chiêng ở đư làng. Cái phát triển của đàn bộ hình ni đã tạo động lực thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quân chủng ở quê Mường phát triển chẳng, thu hút khỏi mỏ mình, mọi lửa suối đều tham gia. Ở chi căn có đàn mỏ kha suối, trung suối, đến cả ni đàn câu lạc bộ đàn đổi văn nghệ ở Cao Sơn, còn có sự tham gia ngày càng đưa của đàn bản trẻ, đàn ủn thanh thiếu niên. Đàn mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quân chủng đã là phong phú thêm đời sống tinh thần của mỏ mình ở trong xã, có phần phát triển đời sống văn hóa tinh thần, cùng đáp ứng đăng tiêu chí viên văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở quê Mường. Hôm nay là chi hội phụ nữ tập chung lại được họp để chuẩn bị cho ngày đại đoàn kết. Thì là ủn mạng phụ nữ nên tôi thì là cũng có cái hội trong công chiêng. Thì là phải lên được mà đánh giao lưu được mà đoàn kết. Lên cơ sở phát huy vai trò của khỏm đang từng lớp bỏ mình bằng cách la sáng tạo hiệu quả, đàn mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quân chủng ở xã Cao Sơn, quê Mường Lạng Sơn đã cũng đang từng bước dòng đàn lan điệu dân ca dân vũ lứa lại bích khúc hồn thương ngay của mỏ mình lung nì. Điều bí tỉ, đàn mô hình ni y có phần quan trọng trong việc bảo tồn, hiêm giữ, phát triển đàn điệu dân ca dân vũ đều về bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Mường ở tỉnh biên đổi hòa bình. Theo tỷ bữa năm 2013 đến năm 2030, Sở Văn hóa Thể thao Cung du lịch đã cũng đang tiến hành kiểm kê, đánh giá thực lạng, lựa chọn lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu về dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc thiểu số trong tỉnh, đỡ lập hồ sơ khoa học đề nghị dòng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghiên cứu, sưu tâm phân loại di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc, truyền thống đàn dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị mất tân đi. Đứa có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, khai thác đàn loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc có tiềm năng, đứa xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Bên bang tỉ, Sở Văn hóa Thể thao Cung du lịch y tham mưu đề xuất bê ủy ban nhân dân tỉnh, do ra cơ chế chính sách khuyến khích đun giúp đơn nghệ nhân, mòn có uy tín phát huy vai trò nhằm bảo tồn chuyên tài bí quyết kiến thức kỹ năng thực hành đơn di sản văn hóa dân ca dân vũ dân nhạc cho thế hệ trẻ, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi nhằm đun giúp đơn doanh nghiệp đầu tư khai thác di sản văn hóa phát triển du lịch, tổ chức xem xét đề nghị tặng đơn danh hiệu nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú đỡ tôn vinh đơn nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể về nghệ thuật trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc dân gian. Có vấn hiểm giữ công phát huy bản sắc dân tộc, bớ tỉ thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở quê Mường.